Bà bơi nhà cao tầng rồi có cục cục cũng đã nhiều cái hộp cửa lớn cục cửa. Bên đang xếp làm gì đấy? Nhà. Nhà của ai? Nhà của bên. Bên xây nhà như thế nào? Đây. Màu đó màu gì bên? Bên đang cầm màu gì đấy? Cam. Màu cam ư? Màu xanh, màu đó là màu gì? Màu gì bên? Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây ư? Bên làm bệnh viện. Bệnh viện ư? Bệnh viện của bên đấy ư? Bên đang xếp gì đấy? Xong nhà là giờ xếp gì đấy? Cái gì nói to lên? Cái thêm bệnh viện. Cái thêm bệnh viện là gì? Bậc thang hả? Rồi giờ bên đi khám bệnh đi. Bên bị gì mà mới đi khám bệnh? Bị ốm. Bị ốm ư? Rồi bên gặp bác sĩ bên hỏi gì? Bên bị ốm. Bên bị ốm thì sao? Cần bác sĩ khám cái gì? Bác sĩ khám bệnh cho bên. Giờ bên muốn uống thuốc hay là bị tiêm? Uống thuốc. Uống thuốc à? Uống thuốc. Uống thuốc sao bên? Bỏ vô miệng hả? Uống sao? Ôi bên say gì á? Đây xây bệnh viện của bên đấy. À bệnh viện của bên à? Bên ơi bên nhớ hả? Bên bệnh viện bị cháy rồi, bên xây nhà cứu hỏa đi. Cái bệnh viện cháy gì nè? Xây cứu hỏa. Đi mèo bên chơi coi. Rồi. Xây cứu hỏa đấy rồi. Xây cứu hỏa đến rồi. Xây cứu hỏa nó kêu sao bên? Ừ. To lên. Xây cứu hỏa đây này. Chạy. Xịt nước hả? Giỏi. Thấy cháy rồi. Ừ. Giờ đi vô gặp bác sĩ đi. Rồi bác sĩ nói sao con nhỉ? Bác sĩ ơi, bên bị ốm. Bên bị ốm hả? Rồi bác sĩ làm sao cho bên hết bệnh? Uống nước. Uống nước hả? Rồi uống gì nữa? Uống nước. Rồi gì nữa? Tiêm thuốc hả? Tiêm sao? Tiêm thuốc Tiêm cho chú Bỉnh coi, tiêm vô chân chú Bỉnh này. Bên tiêm vô chân chú Bỉnh này, tiêm đi. À đau quá. Rồi. Bên tiêm thuốc bên có khóc không? Không. Thế thấy bạn bên mà thấy bạn khóc thì bên nằm nói sao? Bạn ơi đừng khóc nữa. Nói to lên, bên nói nhỏ quá. Nói sao? Bạn ơi đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Không uống thuốc là không hết bệnh đúng không? Dạ. Rồi bên xe nhà khác đi, đập ra xe nhà khác đi. Không, bên nhà bác sĩ. Rồi bên xây nhà ông nội đi. Không, nhà người đây này. Không, đây nhà bệnh viện mà. Bên này, hồi nãy bên làm cái bánh kem của bên làm sao, bên làm lại đi. Bên làm bệnh viện thôi. Bây giờ bên thích bệnh viện thôi ư? Bệnh viện có cái gian đã đi nhưng lại không được đi. Màu tím đâu bên? Màu tím đâu, tìm màu tím cho Bỉnh coi. Đây. Giỏi quá. Rồi màu cam ở đâu con? Màu cam ở đâu? Đây. Cam đây. Màu cam giống quả gì? Quả. Quả gì? Nói to đi. À hộp. Quả gì nghe không được? Quả cam hả? Dạ. Màu vàng đâu bên? Đi màu vàng ít Bỉnh coi, chỉ cho Bỉnh học màu vàng với. Đây. Cầm lên, cái nào màu vàng đâu cầm lên. Đây. Cầm cái kìa, có cục ở ngoài kìa, cầm đi chứ cầm đó nó rơi sao. À Ben ơi, bây giờ nè, chuẩn bị đến sinh nhật Tiêu rồi. Ben làm bánh sinh nhật cho nhá. Ben làm sinh nhật. Ừ, nhưng mà cái này không phải bánh sinh nhật, hồi nãy Ben làm hai cái. Ben làm hai cái bánh sinh nhật cho nhá. Với Ben cùng làm nhá. Không được. Bên đập á. Bên đập ra đi. Bên đập ra bên xây lại khác đi. Bên đập ra xây lại cái khác nha.
đập đây, đấy, chưởng, chưởng cho nó động hết đi. Rồi, xoay lại, xoay lại. Này chưa? Ừ. Rồi, xoay bánh sinh nhật nha. Xoay mạnh không? Xoay mạnh. Xếp bánh sinh nhật nha, xếp hai cái nha, xếp một cái cho nha. Xếp cho đẹp nha bên. Bên tự nghĩ là bên làm đi, không ai chỉ bên đâu. Yeah, ngã vỗ tay, ngã làm lại đúng không? Ngã cho bên làm lại, làm cái mới đẹp hơn. Không, bệnh viện làm rồi. Bệnh viện làm rồi. Bên làm bánh kem đi. À, có cái mình chưa làm nè bên. Chạm cứu hỏa. Chạm cứu hỏa để đi cứu người ta. Xây chạm cứu hỏa nha. Bên là nhà của mình khác. Đây là, ở bên đây là nhà cây cứu hỏa. Nói không nghe được. Đây là cây cứu hỏa. Xe đi, bên xe đi, xe nhanh lên bên. Hồi nãy bên xe nhanh lắm mà. Xe. Đó là xe cứu hỏa. Còn cái bánh xe. Rồi có thang cứu hỏa đâu bên? Đây. Rồi thang cứu hỏa. Thang cứu hỏa. Để leo lên mình xịt. Ừ, sao mà có xịt, hai cái bánh xe? Xịt sao bên? Hồi nãy cứu hỏa xịt sao bên? Xịt nhà ấy cả. Xịt đây, bên xịt coi nè, bên xịt cho chú Bỉnh coi nè. Không cần phải xịt đi. Vòi xịt đi, xịt nước đi. Xịt đi. Xịt đi. Xịt chỉ vô nhà, chỗ nào nhà cháy mà bên xịt đi. Đó. Xịt nước sao? To lên xịt mạnh lên. Hết cháy chưa? Hết cháy chưa? Hết cháy rồi, xây lại bệnh viện nha. Xây lại bệnh viện cho người. Nào xe thì cháy. Ừ, xây lại bệnh viện cho người dân đến khám nha. Nha. Không chụp hình bên nữa, mày cầm mỏi tay quá. Bye bye bên nói bye bye đi. Bye bye, hôn gió. Bên đẹp trai làm sao? Đẹp trai làm sao? Đẹp trai. Ý, tặng giá đẹp trai đi. Đẹp trai là có cái má lúng đồng tiền. Đẹp trai làm sao con? Anh thấy không? Má lúng đồng tiền kìa. Đẹp trai đó.